chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphát. Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với dòng laptop Asus. Đây là một hãng đã đánh dấu được tên tuổi của mình ở phân khúc laptop. Thế còn điện thoại thì sao? Trên tay mình đây là chiếc điện thoại Asus ROG Phone thế hệ thứ 6 đang được rất yêu thích ở thị trường Việt Nam. Hãy cùng mình khám phá xem chiếc điện thoại này có gì mà lại được yêu thích đến vậy nhé. Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc điện thoại này là thiết kế đậm chất gaming. Màu đen được bao trùm cả máy khiến tổng thể chiếc máy mang một sự tinh tế, khỏe khoắn. Bốn cạnh được bo tròn giúp người dùng dễ dàng cầm khi chơi game. Mặt lưng có cấu trúc đột phá với các đường cắt xẻ hiện đại. Chiếc máy này còn được trang bị hệ thống đèn LED ma trận đa điểm ROG Fearless Eye, một điểm cực kỳ đặc trưng của ROG. Màn hình được thiết kế khá lớn, hướng tới nhu cầu chính là chơi game, nên màn hình tới 6,78 inch. Đây là màn hình AMOLED Full HD, tần số quét lên đến 165Hz sẽ đem đến trải nghiệm chơi game chân thật nhất cho anh em game thủ. Mặc dù là chơi game trên điện thoại, nhưng chắc chắn với chiếc màn hình cực xịn này sẽ không làm bạn thất vọng. Chiếc điện thoại Asus ROG Phone 6 này cho sự hỗ trợ tối ưu nhờ có thêm hai phím cảm ứng đặt ở cạnh bên. Cả hai đều được lập trình để hỗ trợ thực hiện các tác vụ như bấm, vuốt, trượt ngang, trượt dọc hay là kiểm soát kép sao cho thuận tiện nhất với người dùng. Với kích thước 10,3mm và cân nặng 239g sẽ là hơi nặng so với các mẫu smartphone hiện tại trên thị trường. Nhưng với đặc tính hướng đến người dùng là game thủ và chơi game là chính nên đây sẽ là một ưu điểm, khiến người dùng có cảm giác đầm tay hơn khi thực hiện các cú combat. Máy được thiết kế hai mặt camera, mặt trước là 12 megapixel và mặt sau với 3 cam lần lượt là 50, 13 và 5 megapixel, đủ cho mọi người có thể sử dụng chụp ảnh và FaceTime cho những nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, chiếc điện thoại này còn được trang bị hai nano SIM kết nối 5G, giúp tốc độ kết nối internet của bạn rất nhanh và ổn định. Cùng với kết nối Bluetooth 5.2 và jack cắm tai nghe giúp bạn dễ dàng kết nối với bất cứ một thiết bị nào. Khi sở hữu chiếc máy này, bạn sẽ có chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G, một con chip có thể nói là hiện đại nhất thế giới hiện nay mà không một chiếc điện thoại nào có thể có được. Với bộ nhớ trong lên đến 256GB, 12GB RAM, mức rung nhịp lên đến 3.2GHz. Cùng hệ điều hành Android 12 thì bạn có thể thoải mái chiến mượt các tựa game như PUBG Mobile, Liên Quân, Liên Minh và rất nhiều các tựa game khác. Với hiệu năng này thì chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các game thủ. Cùng với đó là hệ thống âm thanh game FX vô cùng sống động, được thiết kế với loa kép ở phía trước, cho phép hiệu ứng âm thanh cân bằng nổi. Ngoài chất lượng âm thanh cao cấp, game FX còn cho phép bạn điều chỉnh các giải EQ cho hiệu ứng giải màu khác nhau mà không một chiếc smartphone nào có thể làm được. Một điểm mà bạn không thể bỏ qua ở chiếc điện thoại này đó là tản nhiệt Aero Active Cooler 6. Khi mua sẽ được tặng kèm hỗ trợ làm mát nhiệt điện AI và một quạt giúp tăng luồng khí mát đến các điểm vỏ, khiến máy làm mát nhanh chóng. Bên cạnh đó có thể giảm nhiệt độ gần bề mặt CPU lên đến 25 độ C. Cuối cùng là dung lượng pin của chiếc ROG Phone 6 này lên đến 6.000 mAh, một lượng pin siêu khủng. Đi kèm cùng sạc HyperCharge 65W USB Power Delivery có thể cho phép bạn sạc từ 0% lên 100% chỉ trong 42 phút. Bên cạnh đó, máy còn có tính năng nâng cao sạc ổn định cho phép bạn kiểm soát tốc độ sạc, kéo dài tuổi thọ pin. Qua những gì vừa tìm hiểu ở trên thì có thể dễ hiểu tại sao chiếc điện thoại ROG Phone 6 lại được yêu thích đến vậy. Từ ngoại hình cho đến hiệu năng và những tiện ích mà Asus thiết kế từng chút một để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, thì chiếc điện thoại này xứng đáng là một chiếc smartphone chơi game tốt nhất thế giới. Cuối cùng thì link sản phẩm và những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở phía dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.